Hello, em Út Thời xin chào quý vị khán giả, con chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay con xin chia sẻ và tâm sự với tất cả ông bà, cô chú, bác, tất cả mọi người trên cộng đồng mạng. Thì có một cái người chị, đó chính là chị Lê Thọ ở bên Mỹ. Dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương cũng bằng cái tình cảm yêu thương. Chị phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Thì chị Lê Thọ có nhờ Út Khờ nhờ em Út trao món quà yêu thương dùm cho bà Út. Bà Út có hai người con, đó chính là một người con trai và một người con gái. Nhưng một điều số phận ngang trái của cuộc đời, hai người con của bà đã ra đi không bao giờ trở lại. Thì người con gái của bà cũng bỏ lại hai đứa con cho bà Út, đó chính là bé gái và bé trai. Trong hoàn cảnh khó khăn, nhà thì đơn chiếc, một mình bà Út lủi thủi và bươn chải trong cuộc đời này. Bà có được tình thương của những hàng xóm thì chia sẻ một phần nào đó cho bà Út, còn không có thì bà Út phải bươn chải cho riêng mình. Trong hoàn cảnh khó khăn, có gì thì ăn nấy, cũng cảm thấy rất là xót xa, rất là chạnh lòng thưa ông bà cô chú bác ạ. Nhưng ngày hôm nay nhận được cái số tiền 1 triệu, với cái số tiền 1 triệu đầy tình cảm yêu thương mà chị Lê Thọ ở xa quê nhưng cũng nhìn về quê hương cũng bằng cái tình cảm yêu thương, chị nhờ em là trao món quà tặng cho bà Út cùng với mấy đứa cháu yêu thương của bà và gia đình của bà 1 triệu. Thì đối với em Út Khờ thì em rất là vui thưa chị ạ, thưa tất cả mọi người ạ. Mỗi khi mà đăng đoạn video ngắn lên những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này mà được sự ủng hộ của quý vị khán giả, tất cả mọi người gửi tặng cho bà con nghèo, thì đối với con rất là vui. Bởi vì vui ở đây khi mà thấy được người ta có thì mình lại vui thôi. Bởi vì con hiểu được cuộc sống này một hơi thở khi mà mình còn được sống thì mình không chia sẻ niềm vui chứ còn điều gì, phải không thưa ông bà cô bác ạ? Đến khi mà nằm nhắm mắt lại ngủ ngàn thu thì chẳng bao giờ có thể tỉnh dậy làm những việc mà bằng cái tình cảm yêu thương. Cảm ơn đời mọi sớm mai cho chúng con thức dậy để chúng con có thể làm những công việc đầy cái tình cảm yêu thương thưa tất cả mọi người ạ. Mỗi ngày được thức dậy mà làm những công việc này nó đầy ý nghĩa, sao mà hạnh phúc quá. Nhìn giữa dòng đường đời này chúng ta sanh ra có những cánh cửa của cuộc đời, đâu ai muốn mình phải vất vả bươn chải trong đường đời này đâu, phải không thưa ông bà cô chú bác ạ? Đâu có ai muốn mình phải vất vả, nhưng mọi người mở ra là mọi người, cánh cửa của mọi người, có người mở ra cánh cửa hoa hồng trải đầy, có người mở ra cánh cửa đầy vất vả và gian chung, nhưng những cánh cửa đó sẽ không bao giờ bỏ lại ở phía sau. Khi tình yêu thương giữa tình người với nhau lá lành đùm lá rách, đó một miếng khi đói, một gói khi no, lúc nào cũng san sẻ bằng một tình cảm yêu thương. Con xin mời tất cả ông bà cô chú bác, tất cả những người khán giả yêu thương, hãy theo Út Khờ con trao món quà yêu thương về với gia đình của bà Út. Con yêu tất cả mọi người, con chúc cho chị Lê Thọ ở bên Mỹ sở nguyện tùy tâm sơ cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của 10 phương chư Phật. Chúc cho chị lúc nào cũng bình an và nhiều sức khỏe để chị có thể giúp những mảnh đời khó khăn trong cuộc đời này. Con chúc cho tất cả mọi người, ông bà cô chú bác lúc nào cũng bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu như mọi người có yêu mến kênh con, mọi người bấm vào đăng ký, bấm vào chia sẻ và subscribe cùng con nha. Con yêu mọi người, xin mọi người hãy đến với hoàn cảnh yêu thương của bà. Tôi xin được cái triệu này xin cảm ơn cô ơi giúp đỡ cho bà cháu tôi được số tiền này tôi đang nhận đây. Cảm ơn bà Thôi ơi nhiều, chúc bà khỏe sống lâu giàu sang nhiều nữa. Cảm ơn bà nhiều lắm.
cảm ơn cô Thọ Lê đã giúp cho gia đình con. Con chúc cô càng ngày càng khỏe mạnh, càng có nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn quá trời. Cảm ơn cô. Chưa cho được 3 phút. Bà cháu không sống mà khắc khổ, cũng được nhờ sự giúp đỡ của cô, cả gia đình cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn rất nhiều. Được vậy cái mình quá trời sự giúp đỡ. Con chúc cô Thọ Lê được nhiều sức khỏe, giúp đỡ bà cháu con. Con cảm ơn nhiều lắm. Chúc bà sống lâu khỏe mạnh nhiều. Chúc bà sống lâu khỏe mạnh nhiều. Cảm ơn bà nhiều. Cảm ơn bà nhiều.